Cô đưa lên coi này. Cô đưa lên sử dụng thôi đây. Phải dòm dòm khán giả là lên mày vui cười lên chứ mày đâu có thể nhảy dòm đâu đâu, mày phải dòm khán giả, mày phải contact với là audience, dòm với khán giả rồi mày vui cười lên.